Ok, xin chào các bạn nha. Giới thiệu các bạn, đây là Molly. Molly là cái tên của Nguyễn Quang Hải, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam đặt cho bạn ấy. Đây là một trong những con chó có màu mảng rất là đặc trưng. Màu đỏ đen. Tương lai khi trưởng thành ấy thì cái màu đỏ và màu đen nó sẽ càng rõ ràng hơn. Đấy. Và quan trọng hơn là con chó này nó sở hữu một cái bộ khung cực kỳ đẹp. Và màu tương phản như này thì đến khi trưởng thành ấy, khoảng tầm 38-40 cân thì các bạn sẽ nhìn ra một cái sự ấn tượng cực kỳ luôn. Đấy. Và sau đấy là tính cách. Molly là một trong những cá thể cực kỳ nhanh nhẹn, rất là quấn chủ, rất là dễ làm quen, rất là dễ tập huấn luyện. Đấy, bám môi. Đấy, phả hề của đầu này thì rất là ok. Bố mẹ nhập, bố nhập Pháp, Aikido cực kỳ nổi tiếng, mẹ nhập Slovakia. À, mình rất là ưng mảng này bởi vì tính cách rất là thích mảng người đó. Molly, good spot. Yeah. Bạn này mình sẽ bồi dưỡng huấn luyện một lần thật kỹ, sau đấy thì gửi về cho bạn Hải. Hải là một trong những huấn luyện viên mới của đội tuyển U17 Việt Nam. Đấy, và bạn là có biệt danh là Hải Gà 13, bởi vì ngày xưa thi đấu ấy, thời Công Vinh ấy, thì bạn mang biệt gọi là cái số may mắn số 13. Qua quá trình anh em chơi với nhau, quen nhau thì bạn rất tin tưởng gửi gắm mình, mượn lệnh điều hướng cho chó này để đưa về cho bạn nuôi. Sẽ là một trong những trợ thủ đắc lực cho huấn luyện viên Nguyễn Quang Hải. Nào, nhé, Molly. Các bạn nhớ nhé cái tên Molly. Molly. Nhé. Ok, Molly.